Thư cảm tạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con là Thích Nữ Hoa Khai và Thích Nữ Đức Thanh, cùng toàn thể Phật tử Chùa Pháp Hoa, thành phố Austin, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, thành tâm cảm niệm ân đức của Chư Tôn Giáo Phẩm Tăng Ni đã đến chứng minh, tham dự và cắt băng khánh thành ngôi Tam Bảo Chùa Pháp Hoa. Đồng thời, xin chân thành cảm ơn quý đồng hương Phật tử xa gần khắp nơi đã đến tham dự buổi lễ. Kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý đồng hương Phật tử thân tâm an lạc, vạn sự cát tường. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh.